Cô thân chào các em. Các em quan sát trên màn hình, nhìn thấy thuyền buồm hoặc du thuyền hoặc những con tàu chở hàng hay tàu ngầm. Những tàu thuyền này đều có thể nổi được trên mặt nước do liên quan tới một lực các em được học trong bài học ngày hôm nay. Đây là hình 10.1 trong sách giáo khoa. Các em hãy quan sát và trả lời câu hỏi sau. Khi kéo gầu nước từ giếng lên, em hãy cho biết trường hợp nào sau đây thì kéo nhẹ hơn. Trường hợp thứ nhất, gầu nước còn ngập trong nước. Trường hợp thứ hai, gầu nước đã lên khỏi mặt nước. Do các em ở thành phố, một số em còn chưa biết giếng nước nữa. Vậy chúng ta hãy suy nghĩ khi nâng một vật ở trong nước và ta nâng chính vật đó ở ngoài không khí thì trong trường hợp nào ta thấy nhẹ hơn? Từ đó, các em sẽ trả lời được câu hỏi này. Câu trả lời như sau. Khi kéo gầu nước từ dưới giếng lên, ta thấy khi cái gầu nước còn ngập dưới nước thì ta lại cảm thấy nhẹ hơn khi đã kéo lên khỏi mặt nước. Không những gầu nước và bất cứ vật khác, ta nâng nó ở trong nước, ta đều thấy nhẹ hơn khi nâng vật đó ở ngoài không khí. Tại sao? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Tiết 15, bài 10, lực đẩy Archimedes. Đây là nhà bác học Archimedes. Ông có câu nói rất nổi tiếng. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng bổng trái đất này lên. Để tìm hiểu tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó, chúng ta đi vào thí nghiệm hình 10.2. Thí nghiệm như sau. Bước 1. Móc vật vào lực kế. Rồi dùng lực kế đo trọng lượng P của vật. Bước 2. Ta nhúng chìm vật đó ở trong nước. Số chỉ của lực kế cho ta biết giá trị P1, đó là trọng lượng của vật ở trong nước. Bước 3. Ta đi so sánh giá trị P1 và P. Từ kết quả thí nghiệm, ta rút ra kết luận. Các em hãy quan sát thí nghiệm. Ở lớp 6, các em đã biết dùng lực kế để đo trọng lượng của vật. Lực kế chúng ta đang sử dụng đó là lực kế lò xo. Khi móc vật vào lực kế, lò xo sẽ giãn ra, kim chỉ thị màu đỏ chỉ đến vạch nào thì ta biết giá trị trọng lượng P của vật. Trường hợp thứ hai, nhúng chìm vật vào trong nước thì các em hãy quan sát lò xo. Trong trường hợp 2, ta thấy rõ ràng lò xo không giãn thêm ra mà lò xo co lại. Co lên phía trên một đoạn. Ta dùng quả nặng trong phòng thí nghiệm của trường sẽ đo được trường hợp thứ nhất, trọng lượng của vật là 1,5 Newton. Trường hợp thứ hai, khi vật ở trong nước thì trọng lượng của vật chỉ còn là 0,5 Newton. Trường hợp nhúng trong nước, lò xo co lại, giá trị P1 nhỏ hơn P. Vậy ở trong nước, vật nhẹ hơn ở ngoài không khí, chứng tỏ điều gì? Khi nhúng chìm vật ở trong nước, ngoài tác dụng của trọng lực P, ta thấy vật nhẹ hơn ở ngoài không khí, chứng tỏ là ở trong nước, vật còn chịu thêm một lực tác dụng nữa, đó là lực đẩy của nước hướng từ dưới lên. Từ đó ta rút ra kết luận, một vật không những nhúng trong nước mà nhúng trong tất cả các chất lỏng khác đều bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên theo cái phương thẳng đứng. Lực đẩy này được đặt tên là
lực đẩy Archimedes và ký hiệu là chữ Fa. Lực đẩy của chất lỏng lên một vật nhúng trong nó được nhà bác học Archimedes, người Hy Lạp, phát hiện ra đầu tiên nên được gọi là lực đẩy Archimedes. Lực đẩy Fa có điểm đặt phương chiều như thế nào? Qua hình vẽ và qua thí nghiệm, các em biết điểm đặt là đặt ngay ở trên vật. Lực đẩy có phương thẳng đứng, có chiều từ dưới lên. Ông có một câu nói rất nổi tiếng: hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên. Các em hãy tìm hiểu xem tại sao lời nói đó đến nay vẫn không thể thực hiện được. Chúng ta đi tìm hiểu yếu tố thứ ba của lực đẩy Archimedes, đó là độ lớn của lực đẩy Archimedes. Phần 1. Dự đoán. Truyền thuyết kể rằng một hôm Archimedes đang nằm trong bồn tắm đầy nước, chợt phát hiện ra rằng ông nhấn chìm người trong nước càng nhiều thì lực đẩy do nước tác dụng lên ông càng lớn. Nghĩa là thể tích phần nước bị ông chiếm chỗ càng lớn thì lực đẩy của nước càng mạnh. Các em có thể hiểu đơn giản như sau: thể tích phần chìm càng lớn thì lực đẩy lên vật càng lớn. Và ông ấy dự đoán độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Có nghĩa là độ lớn của lực đẩy Fa bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật vào chiếm chỗ ở trong chất lỏng. Để kiểm tra được cái dự đoán đó, các em hãy đi vào phần 2, thí nghiệm kiểm tra. Bằng rất nhiều thí nghiệm khác nhau, người ta đã khẳng định được dự đoán trên là đúng. Sau đây là một trong những cái thí nghiệm. Thí nghiệm kiểm tra, bước 1, đo trọng lượng của cốc và vật. Ở đây, ta treo vật nặng và một cái cốc rỗng vào lực kế. Lực kế sẽ chỉ giá trị P ban đầu. Trường hợp này, trọng lượng của vật và cốc rỗng ấy, thì bằng 3,5 Newton. Bước 2, nhúng chìm vật vào trong bình tràn chứa đầy nước. Các em chú ý, do bình tràn chứa đầy nước, vật vào đây chiếm mất chỗ của nước. Có một lượng nước sẽ bị tràn ra bên ngoài và người ta hứng vào trong cốc B. Lực kế bây giờ chỉ giá trị P1 nhỏ hơn P ban đầu. P1 bằng 3 Newton do có lực đẩy Archimedes lên vật. Vậy độ lớn lực đẩy Archimedes tính thế nào theo P1 và P? Ta sẽ có Fa bằng P ban đầu trừ P1 bằng 3,5 trừ 3 bằng 0,5 Newton. Các em lưu ý, cái lượng nước chảy sang bình B, đây là lượng nước bị vật chiếm chỗ đẩy ra. Vậy nó sẽ có một trọng lượng, ta gọi đó là P nước bị vật chiếm chỗ. Các em chú ý, phần này hơi rắc rối. Hãy quan sát trên màn hình, lực kế bây giờ đang chỉ giá trị P1. Ta đổ một lượng nước nằm trong cốc B, quay ngược trở lại cốc A. Các em chú ý, lượng nước ở cốc B chính là lượng nước bị vật chiếm chỗ. Lò xo lúc này giãn thêm ra. Lực kế chỉ giá trị đúng bằng giá trị ban đầu P, có nghĩa là lại chỉ đúng giá trị 3,5 Newton. Có nghĩa là nó đang là 3 Newton. Sau khi đổ nước vào, nó chỉ đúng 3,5 Newton. Vậy, hãy đi tính cái trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ, ta đặt tên là P nước, được tính như thế nào?
Ta thấy nó đang chỉ giá trị P1. Ta đổ lượng nước ở cốc B mà ta đặt tên là P nước, cộng lại bằng đúng P ban đầu. Suy ra P nước bằng P ban đầu trừ P1 bằng 3,5 trừ 3 và bằng 0,5 N. Lúc trước ta đã tính FA cũng bằng 0,5 N. Vậy kết hợp lại 1 và 2, ta nhận thấy là FA có độ lớn bằng với trọng lượng của lượng nước bị vật chiếm chỗ. Như vậy cô nhắc lại, Archimedes đã dự đoán đúng, lực đẩy FA bằng trọng lượng của lượng nước bị vật chiếm chỗ. Mà trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ tính theo công thức của lớp 6 mình đã học, P bằng D nhân V. Ở những bài trước, các em đã biết, cô giới thiệu cho các em công thức P bằng 10 nhân M, có nghĩa là trọng lượng bằng 10 lần khối lượng. Ngoài ra, ta có thể tính trọng lượng của vật bằng công thức D nhân V nữa. Cụ thể ở bài này, đây là trọng lượng của chất lỏng, thì cũng bằng công thức D nhân V. Mà ta đã chứng minh được FA bằng P nước, vậy suy ra FA bằng D nhân V. Do đó, công thức tính độ lớn của lực đẩy Archimedes nói chung là FA bằng D nhân V đúng cho mọi chất lỏng. Không những chỉ nhúng trong nước mà nhúng trong chất lỏng khác thì bất kỳ vật nào cũng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên theo phương thẳng đứng, độ lớn tính bằng công thức FA bằng D nhân V. Trong đó, D là trọng lượng riêng của chất lỏng, đơn vị là Newton trên mét khối. V là thể tích của chất lỏng bị vật chiếm chỗ, cũng chính là thể tích phần chìm của vật, đơn vị là mét khối. Còn FA là lực đẩy Archimedes do chất lỏng tác dụng lên vật, đơn vị là Newton. Như vậy, ta thấy lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là trọng lượng riêng của chất lỏng nơi mà nó nhúng chìm. Cái thứ hai là thể tích phần chìm của vật, hay nói cách khác, đó là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Sang phần vận dụng, câu C5. Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau, cùng được nhúng chìm trong nước. Hỏi thỏi nào chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn? Ta hãy dùng công thức để tính. Lực đẩy Archimedes của nước tác dụng lên thỏi nhôm, áp dụng công thức FA bằng D nhân V. Trường hợp này, ta đặt tên là FA1 sẽ bằng D là trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của thỏi nhôm là V1. Tương tự, tính lực đẩy Archimedes của nước lên thỏi thép FA2 bằng D nhân thể tích của thỏi thép là V2. Ta nhận thấy V1 bằng V2 do hai cái thỏi nhôm và thỏi thép này có thể tích bằng nhau mà lại cùng nhúng chìm trong nước, có nghĩa là D như nhau nữa. Vậy lực đẩy lên hai vật này lại bằng nhau, mặc dù hai vật này là hai vật làm bằng chất liệu khác nhau. Tiếp theo câu C6. Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm trong nước, một thỏi được nhúng chìm trong dầu. Hỏi thỏi nào chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn? Biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 N trên mét khối, trọng lượng riêng của dầu bằng 8.000 N trên mét khối. Khi nhúng hai thỏi vào trong nước và trong dầu, ta cũng áp dụng công thức tính lực đẩy Archimedes của nước và dầu lần lượt lên thỏi đồng 1 và thỏi đồng 2. Đối với thỏi đồng 1 nhúng trong nước, ta có FA1 bằng D nước nhân với thể tích của thỏi đồng là V1. Trường hợp nhúng trong dầu, FA2 bằng D dầu nhân với thể tích của thỏi đồng thứ hai là V2. Bởi vì hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau nên V1
bằng V2, nhưng D nước lại lớn hơn D dầu. So sánh, ta suy ra FA1 lớn hơn FA2. Có nghĩa là lực đẩy lên thỏi đồng ở bên nước lớn hơn, làm cho cán kênh nó lệch đi. Các em quan sát lại, khi mà ở ngoài không khí thì do hai thỏi đồng này nó thể tích bằng nhau, làm cùng bằng vật liệu nên trọng lượng của hai thỏi đồng là như nhau, cân thăng bằng. Nhưng khi nhúng vào trong nước và dầu là hai chất lỏng khác nhau thì do lực đẩy Archimedes nên cái thỏi đồng này là khác nhau, vì vậy cân bị nghiêng đi. Sang bài tập tiếp theo. Một khối gỗ có thể tích là 0,5 mét khối. Tính lực đẩy Archimedes tác dụng lên khối gỗ khi nó được nhúng chìm hoàn toàn trong nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 N trên mét khối. Ta ghi tóm tắt đầu bài. Bài cho phần chìm của vật đó là V bằng 0,5 mét khối. Trọng lượng riêng của nước là 10.000 N trên mét khối. Áp dụng công thức FA bằng D nhân V. Chỉ cần thay số vào, ta tính được là lực đẩy FA bằng 5.000 N do lấy 10.000 nhân 0,5 bằng 5.000 N. Tiếp theo bài tập thứ 2. Một khối gỗ có thể tích V. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên khối gỗ khi nó được nhúng chìm hoàn toàn trong dầu hỏa là 10.000 N. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8.000 N trên mét khối. Hãy tính thể tích của khối gỗ. Bài này cho độ lớn lực đẩy Archimedes, cho trọng lượng riêng của dầu, tính thể tích của vật. Ta cũng áp dụng công thức FA bằng D nhân V, từ đó suy ra V sẽ bằng FA chia D bằng 10.000 chia cho 8.000 bằng 1,25 mét khối. Bài 10.3 trong sách bài tập. Có 3 quả cầu bằng thép nhúng trong nước. Các em hãy quan sát hình vẽ. Hỏi lực đẩy Archimedes tác dụng lên quả cầu nào là lớn nhất? Hãy chọn câu trả lời đúng. A. Quả 3 vì nó ở sâu nhất. B. Quả 2 vì nó lớn nhất. C. Quả 1 vì nó nhỏ nhất. D. Bằng nhau vì đều bằng thép và đều nhúng trong nước. Đây là câu hỏi về lực đẩy Archimedes, mà lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật nhúng chìm. Trọng lượng riêng giống nhau, cho nên bây giờ ta chỉ cần so sánh thể tích của ba quả, ta thấy quả thứ hai có thể tích lớn nhất, vì vậy lực đẩy Archimedes lên quả 2 là lớn nhất. Quả 3 ở sâu nhất, thì nếu câu hỏi về áp suất, thì áp suất tác dụng lên quả 3 là lớn hơn quả 2. Nhưng đây, lực đẩy của nước lên quả 2 lại lớn hơn quả 3 do quả 2 nó có thể tích lớn hơn. Không chỉ nhúng trong chất lỏng mới chịu lực đẩy Archimedes, mà vật nhúng trong chất khí cũng bị chất khí tác dụng một lực đẩy Archimedes. Các em thấy, ở khinh khí cầu, người ta dùng lửa đốt lên làm cho khí bên trong nóng lên và khinh khí cầu được bay lên. Hoặc các em bé thả những quả bóng bay cũng được bay lên. Tất nhiên là chất khí được bơm trong quả bóng bay phải là chất khí nhẹ. Mà tại sao nó không bay thẳng đứng, phương thẳng đứng? Bởi vì nó còn có thể chịu những lực khác nữa. Người ta thấy rằng kết hợp 20.622 quả bóng bay có thể nhấc bổng được căn nhà gỗ lên. Các em quan sát trên màn hình. Tới đây chúng ta có thể thi trực tiếp, cho nên các em nên học bài và làm bài tập trong đề cương trước đi mà cô đã gửi vào tuần trước đó. Bài học ngày hôm nay chúng ta đến đây là hết. Tạm biệt các em.